Kính thưa tất cả quý Phật tử, các vị ngồi bình thường ra khỏi chắp tay. Thầy trụ trì cũng có nhà ý mời nhiều lần, nhưng mà do không sắp xếp được thời gian, đến hôm nay mới đến đây thăm tất cả các vị. Phải nói tu Bát Quan Trai là một mô hình truyền thống tu tập dành cho người Phật tử tại gia. Chúng ta rất muốn xuất gia nhưng lại không có cái đủ duyên để được xuất gia, cho nên Đức Phật chỉ dạy cái pháp tu Bát Quan Trai này là một cách để chúng ta tập xuất gia. Đây cũng là gọi là xuất gia gieo duyên đó. Chúng ta tu 24 tiếng đồng hồ, giữ tám giới. Nếu quý vị giữ được tám giới này mà trọn vẹn đó thì xuất gia bình thường lắm. Chúng ta có thể thọ được các giới sa di, sa di ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Vì tám giới này là căn bản. Nhưng mà ở đây quý vị tu một ngày hay là tu 24 tiếng đồng hồ? Một buổi tới trưa thôi hả? Nhưng mà về nhà rồi có giữ giới tiếp không? Giữ giới tới mấy giờ? Tức là 8 giờ sáng này thọ giới tới 8 giờ sáng hôm sau, rồi tự xả giới hả? Ở nhà mình tự lên lại Phật xả giới hả? Rồi nửa đêm đói bụng rồi làm sao? Lỡ đói bụng bất tử rồi có ăn mì gói không? Không, uống sữa hả? Không uống sữa luôn hả? Bên đây có, bên đây nhịn. Uống buổi chiều ngay giờ ăn thôi, tối không uống nữa. Theo quý vị là uống buổi chiều ngay giờ ăn với là uống buổi tối, nó giống nhau chỗ nào, nó khác nhau chỗ nào? Dạ đúng rồi, câu này nó đúng đó. Tức là buổi chiều và buổi tối tất cả đều là phi thời. Cho nên là có nhiều người cũng nói giống cô Phật tử này, nói tối con không có ăn gì đâu sư phụ, con giữ giới luôn qua ngày hôm sau, nhưng mà chiều con có ăn miếng súp. Thật ra tu Bát Quan Trai một ngày đó mà tu nghiêm túc, chúng ta có công đức lớn lắm. Và nó cũng khó tu. Trong thời khóa tu tập của 24 tiếng đồng hồ đó, tại thấy đạo tràng tu Bát Quan Trai ở chùa Thiện Quang ở tại Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, còn giữ lại tu 24 tiếng đồng hồ. Phật tử tới chùa ở lại đêm luôn. Nhưng mà thầy có gặp một số Phật tử, họ nói không thể tu được một ngày, tu được nửa ngày thôi, rồi còn ở đây tu được buổi à. Nửa ngày là nửa ngày của 24 tiếng đó nghe, chứ không phải nửa ngày là một buổi đâu. Còn bây giờ ở đây giảm xuống còn một buổi nữa. Lý do vì sao? Vì bận nhiều việc đúng không? Thầy biết các cô thì lo chuyện gia đình, bếp núc, con cái chợ búa. Lớn tuổi chút xíu thì mình phụ cho con mình giúp, giúp nó bằng cách mình giữ cháu. Cho nên nó dường như là một số phận của nữ nhân, cứ mãi tất bật. Tới ngày đi tu Bát Quan Trai có khi cũng không được tu trọn vẹn, có khi cũng không sắp xếp đến được. Đây là một sự thật. Nhưng mà hỏi thật,
khi quý vị tới đây mà tu cái kiểu hối hả như thế, xách xe ra, xách cái túi, nhiều khi bỏ quên áo tràng, nhiều khi bỏ quên nước uống nữa, chạy tới chùa dở ra mới thấy không có, nhiều khi quên cái y này nữa phải không? Cái đai là cái y phải không? Pháp y đó của đạo tràng Tôn Bác Quan Trai đây, nhiều khi quên nữa đúng không? Rồi hối hả chạy vô, lật đật lại Phật như là cuốc đất ba cái cho xong, rồi lắng nghe, lắng nghe giới, nhưng mà thật sự là nghe thoáng thoáng thôi, chứ trong bụng là nghĩ đủ thứ chuyện ở nhà hết. Rồi trông cho lẹ để nghe giảng xong rồi đi về. Hỏi thật quý vị có an lạc không? Có an lạc không? Trả lời thiệt nha. Có không? Là lớn lên coi, ai nói có an lạc đâu, giơ tay lên coi. Trời ơi, chưa được chục que. Số còn lại là không an lạc đúng không? Nói không an lạc á, thực ra là cũng hơi ép, tức là chưa cảm nhận được sự an lạc trong tu tập. Với một cái thời khóa mà liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, cộng thêm một mớ công việc đang chờ mình ở nhà. Hôm nay Thầy sẽ trình bày với lại quý vị một chủ đề và bắt buộc chúng ta phải thực tập theo để mình có thể cảm nhận được sự an lạc trong sinh hoạt, trong tu tập của mình, qua chủ đề tập sống chậm. Kính thưa tất cả quý vị, không phải riêng quý vị đâu, bản thân Thầy có khi cái gì cũng hối hả, cũng gấp rút, cũng lẹ lẹ, vội vàng. Mình thấy có nhiều thứ rất là vô lý. Thí dụ, đánh răng buổi sáng, mình có thể vừa đánh răng mà vừa nghe nhạc thiền, vừa nghe chim hót không? Hầu như ai cũng vô sạc cho mấy cái rồi xong chạy ra để phải đi làm cái công chuyện khác. Hầu như chúng ta đều như thế, có phải không? Thầy hỏi câu này đó, ngay cả mấy bác Phật tử lớn tuổi cũng nói với Thầy là vệ sinh cá nhân buổi sáng nó cũng cho nhanh. Thầy nói 5 phút đi. Nó trời ơi, ở đâu mà ra 5 phút? 1 phút thôi. Thầy nói bà đánh răng 1 phút thì coi chừng nó rớt cái đồ giả ra. Cái hàm răng giả mà bà chà tẹt 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 kiểu đó là nó văng ra. Bà nói chứ bây giờ không có thời gian. Thầy nói bây giờ nới thêm đi 3 phút đi. Thầy có hỏi cái bác đó, nới thêm cho 3 phút được không? Bà nói được. Bà bấm đồng hồ tính thử, cuối cùng được 1 phút rưỡi. Tức là cũng không thể chậm hơn được. Do đâu? Thói quen. Tức là cái cách nhanh của mình, cái cách vội vàng của mình đã hình thành một thói quen. Ngay từ sáng thức dậy là đã có cái thói quen nhanh rồi. Thức dậy là ngồi bật dậy liền, phải không? Rất tai hại khi chúng ta bắt đầu bước qua tuổi 50. Tuổi 50 cơ địa mình nó không còn khỏe, nó không thể thích nghi với cái môi trường. Mà khi chúng ta đang nằm im, cái cơ thể mình nó hoạt động ở một cái cơ chế của tĩnh lặng, bây giờ mình bật dậy mình làm việc liền. Trẻ chúng ta chịu đựng được cái sự thay đổi đó, nhưng mà già là không. Cho nên có khi ngồi dậy là rồi, xong phim, tức là bị đột quỵ. Thầy cũng hỏi một số Phật tử lớn tuổi, các vị đến nói trời ơi đâu có thời gian đâu mà nằm nướng, dùng theo tiếng dân gian nằm nướng, nướng cho nó khét à, lăn qua lăn lại. Thầy nói không, không phải nướng, nhưng mà nằm một chút xíu rồi giơ tay giơ chân ẹo qua ẹo lại, ngáp tới ngáp lui dung da gì đó, khoảng chừng ít nhất cũng 30 giây đi, cho cơ thể một đầu nó quen, hoặc là 1 phút rồi hãy ngồi dậy.
đâu phải như thanh niên đâu, nghe cái bật dậy liền, rồi xuống cái sọt sọt ra dép liền, cái chạy đi nhiều khi dép mình mang cũng không có kịp, khi mà mình gấp, quý vị thấy không, nhiều khi mang cũng không có chuẩn xác. Như vậy thời gian nó sẽ còn lâu hơn. Rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân cũng vội vội vàng vàng, rồi đi thay đồ, rồi đi chợ cũng vậy, cái gì nó cũng vội vàng. Chúng ta cảm thấy bận rộn hơn nhiều so với lại cái số lượng công việc chúng ta phải làm. Đây là yếu tố thuộc về tâm lý. Thực ra cũng một số công chuyện đó thôi, cũng bao nhiêu công việc đó thôi, chỉ có một vài công chuyện đột xuất, mà khi công chuyện đột xuất tới đó chúng ta cũng có thể sắp xếp được. Nhưng mà cái tâm lý của chúng ta về cái chuyện mà công việc nhiều buộc chúng ta phải gấp rút, cho nên khi suy nghĩ đó, chúng ta cứ suy nghĩ liên tục về những cái việc chưa đến. Chúng ta cứ suy nghĩ về những cái việc mà sắp sửa làm, nhưng thực sự nó là một cái thời khóa biểu trong ngày. Những công việc đó là công việc cố định hàng ngày của chúng ta. Đa phần chúng ta đều có những công việc cố định. Tâm lý của chúng ta trở nên vội vàng, suy nghĩ của chúng ta trở nên gấp rút, thì nó đã hình thành một thói quen. Cho nên thầy nghĩ là bắt đầu phải tập luyện lại. Cái thói quen vội vàng đó cũng do chúng ta tập, nhưng mà chúng ta tập vô thức, tập trong vô thức, chứ không có ai biểu mình, không có ai xúi mình hết, mà do tự chúng ta làm riết nó hình thành một thói quen. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng có thể tập lại, luyện tập lại. Để làm gì? Để mình có thể trở lại để cảm nhận những khoảnh khắc trong hiện tại khi chúng ta đang làm việc. Chỉ có cách đó chúng ta mới có thể nhắc nhở được bản thân của chúng ta dừng lại thôi. Tại vì nếu như chúng ta không có tập ra là cái bản thân của chúng ta đã hình thành một thói quen thì nó chạy theo, giống như cái hạt bụi mà nó bay phía sau chiếc xe vậy đó. Nó không có chủ động được, mà nó bị cuốn theo cái sức gió phía sau chiếc xe. Chúng ta vội vàng tới cái lúc nào đó chúng ta cũng sẽ không bao giờ dừng lại được. Điển hình như có một vài Phật tử đi tới chùa thầy, nói sư phụ cho con xin ở đây 2 ngày, con mệt quá, công chuyện nhiều quá, tới chùa thư giãn quên hết. Mới tới một buổi à, sáng thức dậy cũng đi quét lá này kia xong, sư phụ con xin bẻ kèo đi về. Đi về? Về làm gì? Có nhiều chuyện quá, con phải đi về để giải quyết. Trời ơi, giải quyết kiểu gì đây? Nó phải về mới được, phải giải quyết mới được. Thầy nói bây giờ con cứ đặt ra một cái giả thuyết là mình đang nằm ở trong phòng cấp cứu bệnh viện đi. Thì bây giờ mình giải quyết chuyện ra làm sao? Cũng phải có người giải quyết, hoặc là mình nghĩ ra cách nhờ ai đó giải quyết. Không ai nghĩ như vậy hết. Mà nó nói trời, sư phụ con đang khỏe mạnh gì mà sao tính bệnh được. Mạnh thì mình giải quyết theo kiểu khỏe mạnh, còn bệnh thì tới lúc đó mới hay. Đó là những cách suy nghĩ mà bắt mình trở thành hạt bụi bay theo quán tính ở ngoài sau chiếc xe. Tức là mình không tách ra được, mình quay trở lại. Không tập là không được, tại vì cái bản thân của chúng ta nó không có dừng lại. Mình phải nhắc nhở cho bản thân của mình dừng lại. Có nhiều anh đi tới chùa thầy tịch thu điện thoại luôn đó. Thầy đã đưa điện thoại đây, sư phụ cất 8 tiếng đồng hồ. Cũng vui vẻ đưa, nhưng mà 2 tiếng đồng hồ là kiếm rồi. Kiếm cái điện thoại rồi buồn. Quen cầm cái điện thoại rồi, bây giờ không có cái điện thoại nó buồn. Ngay cả mấy thầy á, xin lỗi, cũng bị kẹt vô trong cái điện thoại.
tụng kinh xong chạy xuống ngó cái điện thoại có ai gọi mình, ai nhắn cho mình. Mệt không? Ngay cái lúc đó vô thường tới rồi đi đâu? Đâu có theo Phật, đi theo cái điện thoại đó, đi theo mấy cái tin nhắn đó. Quý vị thấy cuộc sống càng hối hả. Ở cái nhịp độ sống ở một cái thành phố mà nó năng động như thế này, có khi chúng ta cũng không thể chậm được. Thí dụ ra đường đi xe đó, quý vị thấy không? Mình muốn đi thông thả để mà ngắm lá me bay đồ chẳng hạn, phải không? Ngắm được đâu. Ngoài sao nó bấm kèn nghe nhức đầu luôn. Nhiều khi mình đang đứng cần ngơ nhìn nó chạy ngang, nó vỗ vô xe mình một cái rầm là mình hết hồn quá chứ. Ta tưởng đâu mình bị khùng, ai cũng chạy, tự nhiên mình ngồi đó, mình ngồi im đó, mình không chạy. Chỉ có cách chúng ta dừng lại sự hối hả, thì cái nhịp sống vội vàng đó nó sẽ được thay thế bằng những khoảnh khắc nhiệm màu trong công việc, trong hiện tại. Chúng ta sẽ cảm nhận được hết. Thầy thí dụ như bây giờ ăn cơm, ăn một tô bún, thầy quan sát thầy thấy rất nhiều người có một cái thói quen là không bao giờ bỏ cái đôi đũa xuống. Cầm đôi đũa bỏ vô miệng là cũng cứ cầm luôn cái đôi đũa đó, coi như là mình nhai chưa xong. Xin lỗi, cái này mà nói lộ liễu quá có ghê không? Tại có khi thầy cũng thấy thầy như thế. Tức là mình nhai chưa xong cái phần ở trong miệng là bắt đầu là mình đã vớt tiếp đũa khác, mình cầm lên để trước mặt mình, là bắt đầu tiếp tục. Cứ như thế cho tới hết cái tô bún, bưng cái tô lên húp nghiêm cái rốt bỏ xuống là xong. Có thưởng thức được cái gì trong những cái giây phút, những khoảnh khắc mà mình ăn bún không? Có thưởng thức được không quý vị? Ăn cơm cũng vậy. Thầy nghĩ là thầy trò chúng ta phải tập lâu lâu để muỗng xuống, để đũa xuống, để nĩa xuống. Mình để lấy từng phần bỏ vô miệng, mình ăn xong rồi là mình cầm đũa lên, cầm muỗng lên, mình ăn gì? Không phải ăn nhơi. Ăn nhơi là tàn mạc. Nhưng mà đừng có ăn gấp, đừng có ăn vội vàng. Thứ nhất là nó sẽ đau bao tử, đau dạ dày. Và cái thứ hai, chúng ta không cảm nhận được cái khoảnh khắc lúc chúng ta ăn cơm. Hầu như ai cũng có thói quen này. Quý vị có không? Ai có đâu, giơ tay lên thầy coi. Gì ít vậy? Thầy cũng có. Nhưng mà quý vị biết không, nhiều khi ăn liên tục mấy đũa mắc cỡ quá, mình nhớ trực ra bỏ đũa xuống, làm bộ ngồi im nhai nhai từ từ, ngó qua ngó lại. Nhưng mà thật sự khi mà mình ăn như thế đó, mình mới cảm nhận được cái thức ăn như thế nào và cái khoảnh khắc ăn ra làm sao. Chúng ta tập sống chậm trong khi ăn không phải là chúng ta kéo dài cái thời gian ra để chúng ta nhơi hay chúng ta câu giờ hay là gì hết, mà để chúng ta cảm nhận được những cái khoảnh khắc trong hiện tại đó. Phải tập đó. Bây giờ mình quy định một buổi ăn của chúng ta 15 phút. Quý vị thấy 15 phút có lâu không? Mau hả? Mười lăm phút mau. Thì quý vị có thể chậm hơn 20 phút hoặc là 30 phút. 30 phút lâu quá. 20 phút. Thầy có hỏi một vài cô, mấy cô nói 5 phút là quá đủ rồi. Bới ra một cái tô không có dọn có gì hết á. Trời ơi, thầy nó bà già rồi bà ăn tô hả? Nó cho nó lẹ. Không có thời gian mà dọn mâm, dọn chén, dọn đũa rồi phải sắp cho nó bằng đầu, bằng đồ nữa. Bà nói bây giờ già quá rồi, không có thời gian múc cái tô, đổ vô cái gì ăn được đó đổ vô. Rồi cái chén canh đó thôi, rồi bưng lên cái bàn đó ngồi ăn. Thầy nói lỡ đang ăn rồi công chuyện sao, bỏ chén cơm đó làm công chuyện rồi trở lại ăn tiếp. Chúng ta có những thói quen như thế thì không thể nào tìm được những khoảnh khắc nhiệm màu
trong hiện tại. Mà quý vị phải biết đương niệm hiện tiền, nó là những khoảnh khắc nhiệm màu để chúng ta cảm nhận được sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng tức là an lạc trong tĩnh lặng. Bây giờ mình tập như thế này. Nhà mình á, bữa nào đó mình ngồi yên chỗ, ngồi yên đó bắt đầu mình quan sát xung quanh, coi những người thân của mình nó đi qua đi lại kiểu gì, nó nói năng kiểu gì, nó ăn kiểu gì. Mình ngồi khoảng tiếng đồng hồ rồi mình so sánh lại, nếu như mình cũng giống như nó thì mình như thế nào. Mình cứ tập đi, tập ngồi quan sát, mình sẽ thấy được cái giá trị của sự tĩnh lặng, của cái sự chậm chậm lại. Tất cả những cái việc làm của chúng ta trong một ngày, chúng ta đều có kế hoạch để làm việc. Những công chuyện của ngày mai chúng ta đều có kế hoạch để xử lý. Nhưng mà cái tâm lý vội vàng của chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy mệt. Thầy bị cái này nhiều lắm. Cũng bao nhiêu công chuyện thôi, nhiều hơn một chút mình cũng sắp xếp được, nhưng lúc nào trong tâm của mình cũng có cái suy nghĩ là bận quá, cho nên mình cứ hối hả từ trong suy nghĩ. Từ chỗ đó mình làm việc nó không có hiệu quả. Cách thứ nhất quý vị có thể thực tập cái này, đó là làm sao để nhận ra được cái nhu cầu yên tĩnh là một nhu cầu cần thiết của bản thân. Tức là bản thân chúng ta rất cần có một nhu cầu được yên tĩnh. Cái này thầy nói với lại các cô, các chú Phật tử bắt đầu có tuổi thì nó được chấp nhận hơn và nhiều người thích hơn. Nhưng mà đa phần các bạn trẻ họ nói trời ơi, tụi con mà ngồi yên chỗ chắc bị tự kỷ. Không hiểu tại sao nó có suy nghĩ là nó ngồi yên nó không làm cái gì là nó bị tự kỷ. Thầy nói ngồi yên không có nghĩa là không làm. Đang ngồi yên tức là đang làm đó. Đang làm cái công việc tĩnh lặng. Đang ngồi yên không có nghĩa rằng là chúng ta không làm gì hết, mà là chúng ta đang tập làm cho cái thân của chúng ta bớt lôi nhôi, cho suy nghĩ của chúng ta bớt vọng động. Đó là cũng đang làm mà, đang tập mà. Cho nên phải nhận ra nhu cầu được yên tĩnh của bản thân là một cái nhu cầu rất là cần thiết, rất là quan trọng. Nhịp sống của chúng ta cứ hối hả từ sáng sớm tới chiều tối. Quý vị về, quý vị lấy tờ giấy viết ra nha. Viết ra bắt đầu từ sáng mấy giờ mình thức dậy, rồi mấy giờ làm cái gì, quý vị ghi hết thử coi. Có khi một tờ giấy đó sẽ ghi không đủ những công việc mà chúng ta làm từ sáng tới tối. Cho nên nhịp sống của mình hối hả lắm. Thì quý vị thấy nó nhiều vậy, nhưng mà chúng ta có bận lòng đâu, có để ý đâu. Nó thành thói quen rồi, chúng ta đâu cần ghi ra để theo lịch rồi tới giờ nào làm gì. Nó cứ cuốn theo hằng ngày. Cho nên quý vị thấy cái thói quen nó rất là nguy hiểm. Nhưng chúng ta tận dụng được thói quen thì nó sẽ trở thành những nhịp cầu dễ thương để chúng ta đến những bến bờ an lạc. Thói quen làm cho chúng ta mệt mỏi thì mình tập lại. Thói quen làm cho chúng ta được bình yên. Ở trong tâm của chúng ta, như trong kinh Đức Phật nói, vốn có sẵn cái hạt giống yêu thương, tức là cái cội gốc của từ bi. Ai cũng có cái hạt giống này. Trong kinh gọi là từ bi vô lượng, mà chúng ta hay được nghe các thầy dạy về tứ vô lượng tâm, giải thích về cái này.
Thì khi chúng ta có cái lòng từ vô lượng đó, Thầy nói thiệt, chúng ta đang giữ một kho tài, một cái kho báu tài sản lớn của thiên nhiên ban tặng cho mình. Toàn bộ sự giàu có của vũ trụ đang ẩn chứa ở trong tâm của chúng ta và chờ chúng ta khám phá. Và khi chúng ta bắt đầu có sự tĩnh lặng, chúng ta mới nhận ra được hạt giống của từ bi này nó bắt đầu nảy mầm. Tại vì nếu không có tĩnh lặng, thưa với lại quý vị, từ bi chẳng qua chỉ là những hình thức hoặc giả là sự đối phó mà thôi. Thầy thí dụ, bây giờ mình phát nguyện vô chùa làm công quả dưới bếp. Quý vị nào đã từng tham gia cái công tác hành đường, nấu ăn ở trong bếp của chùa, mà vào các cái dịp mà có chùa có lễ rằm vía sự kiện thì mình biết được cái khối lượng công việc nó như thế nào. Như vậy biểu mình sống chậm, lặt rau mà tháng 5 ngắt một cái, tháng 10 ngắt một cái, mình ngồi đó là người ta kêu mình là phải đăng xuất khỏi cái bếp. Bà bấm nút bà biến cho tôi nhờ, chứ bà ngồi bà cà rề cà rà một tiếng đồng hồ chưa xong cái rổ rau, phải không? Nhưng mình hối người ta, mình hối làm sao? Phải hối bằng từ bi, chứ không phải hối bằng sân hận. Trời ơi, bà ở nhà đi, bà vô đây bà làm công quả mà bà ngồi bà sàn qua bà sàn lại chiếm chỗ nữa, cái bếp chặt cứng mà bà ngồi đó hoài. Rồi công việc đó ai dám lãnh cho mình? Cái người mà chuẩn bị được mình mời làm thế cái chị kia đó, ta không dám cộng tác đâu. Tại vì ta thấy mình la cái chị kia là ta không dám rồi. Bà la bà kia được thì bà la tôi được thôi, phải không? Cho nên ở trong cái môi trường đó, xin lỗi, dễ sân si lắm, đúng không mấy cô? Nhất trụ trì, nhì nhà bếp mà. Cái môi trường nhà bếp, môi trường dễ sân si lắm. Nhưng mà mình học đạo từ bi, cho nên làm sao để cái hạt giống từ bi đó nó phát triển, chúng ta giảm thiểu cái sân si. Trời ơi, đổ hết sân si vô nấu người ta ăn, người ta ung thư chết. Rồi rửa chén, rồi lặt rau cũng vậy, cũng công chuyện đó thôi. Nhưng mà chúng ta nói với nhau, trao đổi thông tin với nhau, tương tác với nhau bằng chất liệu từ bi, nó an lạc lắm. Thầy có đi qua bên Đài Loan, thầy có đi xin vô cái bếp, thầy coi, thầy rất ngạc nhiên nha quý vị. Mình tới dự lễ người ta là đông lắm mà, cả chục ngàn người trong cái bếp đóng người làm lắm, vẫn không nghe tiếng nói, không nghe tiếng nói nha. Rồi cái cách mà của các Phật tử ở tại Phật Quang Sơn mà dọn thức ăn lên để trên hành đường cho các thầy đó ăn đó, cũng không nghe tiếng nói, sắp xếp rất là trật tự, rất là nghiêm trang, không nghe tiếng nói. Còn mình là đứng ở dưới bếp nói, chứ trên chánh điện này còn nghe. Có không? Thầy nghe giang hồ đồn là có một ai đó dưới bếp là lớn tiếng ghê lắm. Chùa Hòa Khánh này không biết có không? Đúng rồi hả? Ghê gớm vậy đó hả? Chết rồi, bữa nay thầy đụng chạm rồi. Mà bây giờ mình tới chùa mình làm công quả có phải là mình tu không? Là tu đó. Đâu chỉ tham thiền với lễ bái, sách nước bữa củi cũng là thần thông diệu dụng. Khi chúng ta có cái tâm tu tập đúng nghĩa, sự tu tập của chúng ta được đặt trên nền tảng của từ bi, thì cái chuyện lặt rau, bữa củi, sách nước, dọn bàn, lau chùi rồi, chà rửa toilet,
cũng là diệu dụng, cũng là thần thông. Nhưng mà đa phần người ta dành mặt tiền, người ta thích lên chánh điện, thích tụng kinh, thích lao Phật, thích ngồi ở mặt trước. Công đức như nhau thưa với lại quý vị, tại vì nó là một cách để luyện tâm, để rèn luyện tâm, rèn luyện những cái chưa tốt ở trong tâm của chúng ta, đó là cái tham, cái sân, cái si. Chúng ta rèn luyện lại, chúng ta tập lại. Cho nên làm công quả ở dưới bếp, ở ngoài sân, hay lau chùi trên chánh điện, hay làm hương đăng, hay làm thị giả phụ với các thầy, tất cả đều là một hình thức. Xin lỗi, tất cả là hình thức khác nhau, nhưng điều chung một cái tâm, đó là chúng ta rèn luyện cái tâm của chúng ta, chúng ta tu tập. Mà Phật tử đi tới chùa tu tập đã hối hả công chuyện ở nhà, tới chùa lại gặp thêm vội vàng hối hả, rồi người này la người kia hối người nọ, ở dưới bếp thì coi như là một nhóm ở dưới bếp, trên chánh điện là một nhóm trên chánh điện, hai nhóm kình chống nhau, ông thầy trụ trì cắn lưỡi chết luôn. Chứ biết xử làm sao vợ, ai cũng là đệ tử mình, Phật tử nào cũng là Phật tử mình, mà cái nhóm này nó chọt nhóm kia nó liếc nhóm nọ. Trời ơi, tu vậy nó khổ ghê lắm. Ai khổ? Ông thầy khổ chứ mấy bà khổ cái gì? Mấy bà la làng la sớm lên cho đã cái nư, ông thầy ông khổ. Đúng không? Thầy nói vậy có đúng không? Đúng là đúng cái gì? Đúng sự việc hay là đúng con người ở đây? Đúng sự việc, tại vì thầy làm trụ trì của một ngôi chùa, thầy biết nhóm Phật tử này không thân với nhóm Phật tử kia, nhóm Phật tử kia không thuận với nhóm Phật tử nọ. Thậm chí đó, chụp hình, quay phim đồ này kia cũng không vui với nhau. Là tại vì người này có hình thì con cũng phải có hình. Sao ép dữ vậy? Người kia có hình xuất hiện 2-3 lần mà con chẳng thấy tấm nào. Phải không? Rồi công việc phụ với thầy, lo trong chùa, những chuyện nhẹ nhàng thì giao cho ai không? Tới những chuyện khó khăn thì réo tên con, bất công quá. Có người bưng mâm cơm cho thầy ăn mà than khổ, trời ơi khổ quá đi. Khổ ghê lắm. Bưng cái mâm cơm mà khổ, ra ngoài bưng cái thau chuối chiên thì coi khổ cỡ nào. Chúng ta tập sống chậm lại. Khi chúng ta nhận ra được nhu cầu yên tĩnh của bản thân, thì chúng ta luôn cố gắng xem xét lại những gì thực sự cần thiết đối với lại chúng ta khi tu tập ở chùa và khi chúng ta làm việc ở nhà hoặc là làm việc ở công sở. Phải nhận cho ra được nhu cầu cần thiết, từ chỗ đó chúng ta mới điều chỉnh được cái vấn đề mà được gọi là bận rộn. Tại nhiều người thầy biết bận lắm, rất bận, do họ phải đảm nhiệm nhiều cái chức năng công việc, nhiệm vụ, họ bận thiệt. Có thể là họ làm tốt, họ có năng lực, cho nên tổ chức hoặc là các đoàn thể người ta tin tưởng, người ta giao công việc. Nhưng ít nhất mình phải tự lượng sức của mình. Mình phải hiểu cái công việc đó, để chúng ta có cách nào khi làm việc mà chúng ta mở được cái nắp của chiếc rương kho báu, để hạt giống từ bi của chúng ta không phải là một cái hạt giống nó nằm ở trên cái mặt đá hay là cái miếng bê tông. Chúng ta phải tìm một mảnh đất màu mỡ cho nó. Vì thầy nhận ra được một vài người bận rộn quá, lu bu quá, cho nên hay cái gì quý vị? Hay gắt gỏng với mọi người,
Đụng ai cũng la, đụng ai cũng nạt hết. Tại vì mình không có thời gian để mình nói nhiều, chứ nói một lần thôi, không có nói nhiều lần. Mà nói một lần nhiều khi người ta chưa hiểu, rồi người ta làm không đúng ý mình, thế là bắt đầu la. Trời ơi, tu cái đạo gì mà thành la sát vậy trời. Trong khi mình là Phật tử, mình tu đạo Phật thì mình không thành Phật đi chăng nữa thì cũng phải thành Bồ Tát, đúng không? Đằng này Bồ Tát cũng không dính dáng gì mà lâu lâu chọt chọt thành Bồ Tọt. Ít nhất mình cũng phải thành La Hán. Trời, không thành La Hán, thành La Sát, ghê quá. Thành một người hiền từ, hung dữ quá, dữ dằn quá. Ở đây thầy không có nói xấu các thầy các cô xuất gia, nhưng mà thầy có thấy, có thấy một vài vị bận rộn quá, lu bu quá, cho nên trở thành người nóng nảy hơn, gắt gỏng hơn, xin lỗi nha, thô lỗ hơn. Nhưng mình là người học Phật, người xuất gia hay người tại gia gì cũng vậy. Khi chúng ta đến chùa, chúng ta tham gia trong tất cả công việc, mấy cái đó đều là Phật sự hết. Vì nó là những cái phương thức để cho chúng ta tu tập. Mà mình thô lỗ như thế, có nghĩa rằng hạt giống từ bi của chúng ta không có phát triển, tạo thêm một mớ nghiệp nữa. Thưa thiệt với lại quý vị, đã rất nhiều lần thầy vấp phải trường hợp này. Có khi thầy cũng nói chuyện khó nghe với người tương tác với mình. Có khi không nói chuyện khó nghe nhưng mà không thèm trả lời. Không thèm trả lời để cho người khác, người ta biết là mình đang bận và cũng đang giận. Quý vị có khi nào im lặng sấm sét kiểu đó không? Nghe hết nhưng mà làm bộ không nghe, phải không? Thấy hết mà làm bộ không thấy. Tại vì ta mắc giận, ta mắc lẫy, ta mắc buồn. Những cách cư xử đó chúng ta phải tập lại. Nói theo cái ngôn ngữ quần chúng đó là những kỹ năng, kỹ năng sống này chúng ta phải tập lại. Đạo Phật gọi là công phu, chúng ta phải luyện tập lại. Phải tập đó quý vị. Quý vị thấy không, đi vô nhà là đi cái ào vô, là bên đây một chiếc dép, bên kia một chiếc dép, hai chiếc nó quăng ra hai bên, phải không? Thầy chứng kiến rất nhiều người như vậy nha. Cho nên ở chùa thầy đó, để đối trị với cách này là dép để quay ra, dép để quay ra, không thể nào bạn đi nhanh được. Tới cái thềm phải đứng lại, đứng lại quay dép ra là nó phải chậm lại, để tập đi chậm, tập bước chậm, để chánh niệm hơn. Ngay cái thềm đó mà đi vội vội vàng vàng thì coi chừng lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc, té mà dập mặt xuống thì thôi tốn cả chục triệu đi làm răng á. Răng thiệt cũng tốn mà răng giả cũng tốn. Cho nên phải đi chậm lại bằng những cái cách thức gọi là chế tài để khắc phục cái lỗi vội vàng của chúng ta. Mình phải tập. Rồi mình đi làm về mệt mệt, mình thấy đôi giày của ông xã mà không để đúng cái kệ là mình đá luôn, phải không? Đá xong là ai lụm sắp lại ta? Không những đá đôi giày đó bằng cái chân mà cái miệng cũng đá luôn đó. Đi làm về mệt quá rồi về đây còn phục vụ, còn làm ô xin nữa, đúng không? Quý vị thấy đi, nhịp sống hối hả bận rộn từ sáng đến tối không thể nào làm cho chúng ta có thể phát hiện ra được cái giá trị an lạc của sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng đó là kho báu, lòng từ bi nó là kho báu. Khi chúng ta phối hợp giữa sự tĩnh lặng, sự yên tĩnh trong tâm hồn của chúng ta với lòng từ bi này, thầy tin chắc chắn rằng cho dù trời sập xuống hay là cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa,
chúng ta vẫn không bị áp lực bởi công việc, thời gian và sức khỏe. Phải tập á quý vị. Bữa hôm có một đoàn Phật tử đi vô chùa mà đi nhầm cái lúc 12 giờ rưỡi trưa, tức là cái giờ chỉ tịnh của các thầy, thì cả chùa ngủ hết, chỉ có mình thầy thức thôi. Thầy còn bận, thầy làm việc ở trong phòng, thì cái phòng thầy mở cửa, thầy ngồi thầy làm việc. Thì thầy nghe chó sủa, thầy cũng tính đứng dậy thầy đi ra, nhưng mà chó sủa gần thầy biết người đi tới rồi. Thì một đoàn Phật tử không biết đi bao nhiêu người, nhưng mà chia ra hai nhánh, nhánh đi bên tay phải, nhánh đi tay trái. Tay trái là đi thẳng về phía nhà bếp đi vô, từ trong nhìn ra, còn tay phải là từ ngoài đi vô, là đi tới phòng thầy. Ba người, hai cô, một chú, người nào người nấy thầy nghĩ chắc cũng phải 80kg trở lên, to, rất to, đi biển về. Có cái anh đứng, thầy, toilet ở đâu thầy? Thầy đứng lên thầy cười, nha, không giả tạo nha. Thầy thấy ba người đó thầy mắc cười quá, cái cách đi vội vàng rồi cách hỏi cách nói cũng vậy, thầy mắc cười thiệt là mắc cười. Còn hai người kia là cũng không thèm chào, cái anh đó cũng không chào. Thầy, toilet ở đâu thầy? Thầy đứng lên, thầy từ từ thầy đi ra, thầy cúi đầu thầy chào. Xong thầy nói quý vị đi hướng này, tới đó quẹo trái sẽ thấy cái bảng nhà vệ sinh. Thiệt là nhanh, ba người đi không thèm chào thầy. Thầy nói chắc có lẽ họ đang bị thúc bách. Ai mà nói từ ghê vậy, bị quý quá. Trời ơi, bà dùng mấy cái từ nghe kinh quá. Đang bị thúc bách, cho nên người ta đang hối hả, người ta đang vội vàng, phải không? Thầy cũng mắc cười. Xong rồi thầy trở vô lại thầy làm việc. Thì 5 phút sau ba người đã trở lại, trạng thái ung dung hơn, lễ giáo hơn, đứng ngoài A Di Đà Phật con chào thầy. Thầy ngẩng mặt lên thầy cũng cười một cái, rồi xong thầy đứng dậy thầy từ từ thầy đi ra. Lần thứ hai này là diễn thiệt. Lần thứ nhất là thật cho trong lòng của mình, lần thứ hai là diễn. Thầy đi từ từ đi ra. Cái anh đó anh ấy, thưa thầy con muốn thỉnh giáo thầy một câu hỏi được không thưa thầy? Thầy nói được. Anh hỏi gì chứ? Thầy chỉ cho con cách nào mà thầy có thể xử lý mọi tình huống từ từ như thế, bình tĩnh như thế. Thầy nói đâu có gì đâu à, phải tập. Phải tập nói chậm, tập ăn chậm, tập đi chậm, tập suy nghĩ cũng chậm, để từ từ chúng ta giải quyết mọi chuyện. Anh mới nói xin lỗi thầy, mới nãy gấp quá cho nên tới không có chào không gì hết, hỏi cái chỗ để cần đi thôi. Tự nhiên thấy có lỗi quá, khi thấy phong thái của thầy từ từ chậm chậm như vậy, tự nhiên á, mấy dì cháu thấy có lỗi quá, tới đây xin sám hối thầy. Xong rồi quay lưng đi, không cúng dường. Trời ơi, cảm ơn không à, không có quà cáp gì hết trơn trời. Thầy nói phải tập, anh phải tập. Anh đó là chủ một doanh nghiệp, công chuyện nhiều. Anh nói có nhiều khi muốn tập mà tập không được, tại công chuyện nó dồn tới. Rồi anh nói nhân viên đó không phải đứa nào cũng ngoan, cũng hiền giống như các thầy ở trong chùa đâu. Có khi nó cà chớn lắm thầy, nói nhẹ nhàng nó không nghe đâu, phải la nó, phải hét nó. Thầy nói con la con hét từ sáng tới tối rồi, người ta nhìn con như thế nào? Giống như thầy lúc nãy, thầy biết mấy người là đang gấp. Thầy nói đi đường này, thầy cũng trả lời nhanh, thầy ngồi tại chỗ thầy cũng trả lời được vậy. Nhưng không, thầy phải đứng dậy, thầy phải đi ra, thầy đi từng bước chậm. Mặc dù trong lòng bực lắm đúng không? Ta đang gấp mà ông làm gì kỳ cục vậy?
đi chậm ra, cho nên mới có chuyện mình gặp lại lần thứ hai. Con hối hả, con nóng nảy, xử lý mà đầy sân hận như thế sẽ không có chuyện gặp lại lần thứ hai. Mà trong cuộc đời này mình có dám tự hào là mình không cần ai hết không? Chắc chắn sẽ gặp lại họ. Và có khi chúng ta cũng cần sự giúp đỡ và tương tác từ nơi những người đó. Cho nên tại sao không để lại cho họ sự bình an trong hiện tại bằng cái sự bình tĩnh, mà mình lấy cái sân hận thay thế cho từ bi, thì nó sẽ mất đi cái thiện cảm. Cho nên khi chúng ta đang chú tâm vào trong cái công việc hiện tại, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đang gấp. Phải nhận ra được là mình đang gấp, mình đang gấp gáp. Cái gấp gáp nó thôi thúc từ ở trong tâm của chúng ta, chứ không phải từ nơi yếu tố công việc. Công việc cũng vậy thôi à. Mình có nói nhanh hơn thì giỏi lắm, nói nhanh hơn 1 phút thôi. Khi để trao đổi thông tin cũng không làm được cái gì. Cho nên phải nhận ra được cái sự gấp gáp này là gấp gáp ở trong tâm chúng ta, không phải gấp gáp từ nơi công việc. Nếu chúng ta nhận ra được điều này thì chúng ta sẽ thoát khỏi sự bóp nghẹt bởi công việc. Chúng ta sẽ thoát khỏi cái áp lực từ thời gian. Đây là một nghệ thuật á, chúng ta gọi là kỹ năng, nhưng thực ra thầy nghĩ đây là một nghệ thuật của người sống tĩnh lặng. Sống tĩnh lặng là thiền đó, chứ không phải đợi ngồi tới liêm diêm với Phật đó mới là thiền đâu. Chúng ta tập ngay trong công việc của mình hàng ngày, dẫn đi chợ, dẫn nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, chăm sóc gia đình. Nhưng công việc đó hôm nay chúng ta làm trong tĩnh lặng, có nghĩa rằng chúng ta đang cảm nhận được những giây phút nhiệm màu trong công việc hiện tại, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Đó là thiền đó. Tối ngày cứ bận biểu, công việc bận biểu là chuyện bình thường, nhưng mà để cho tâm của chúng ta trở thành bận biểu, đó là trở thành bệnh. Khi mà tâm chúng ta trở thành bận biểu, chúng ta có cảm nhận được sự an lạc không quý vị? Không đâu. Đa phần là bất an, đa phần là lo lắng. Cho nên có người quý vị thấy không, hai cái điện thoại mà không giải quyết xong công việc, nghe cái điện thoại này chưa xong là cái điện thoại kia nó reo. Trời ơi, làm sao niệm Phật được, đâu có cái danh hiệu Nam Mô điện thoại Phật. Trời ơi, chắc chắn là không thể. Tại vì thầy có chứng kiến những Phật tử bận tới cái mức như vậy, vừa nghe điện thoại vừa xử lý công việc. Thầy nghĩ cũng giỏi đó, giỏi như Chu Bá Thông vậy đó. Sáng chiếu, sáng chế ra hai tay đánh hai chiêu. Bây giờ quý vị thử coi, ngồi coi, một cái tay phải quý vị chà chà trên đầu gối coi. Tập làm thầy coi, một cái tay phải chà đầu gối, rồi tay trái chúng ta vỗ đầu gối, vỗ bịch bịch coi. Làm được không? Không được phải không? Vỗ là vỗ hết hai tay, mà chà là chà hết hai tay phải không? Tập một hơi mới quen đúng không? Có cái bà mà dí cái tay vô cái chân luôn. Thôi, tập chút thôi, tập hoài vậy. Tâm chúng ta sẽ hoàn toàn đánh mất đi sự an lạc khi công việc nó đến với chúng ta bằng một cái tâm hối hả. Công việc hối hả chúng ta xử lý được, nhưng mà tâm chúng ta hối hả chúng ta sẽ phải tập. Tại vì công việc lúc nào nó cũng chúng ta điều chỉnh được, chúng ta nhờ người hỗ trợ được. Nhưng mà tâm của chúng ta vội vàng, tâm của chúng ta bị động, thì không thể nào chúng ta tìm được cái sự an tĩnh ở trong tâm của mình. Từ đó áp lực về công việc, áp lực về thời gian,
chúng ta bị quấy nhiễu liên tục. Cho nên lâu lâu chúng ta phải tập buông bỏ đi, để chậm lại một chút, chúng ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng ở trong tâm hồn của chúng ta. Cho nên nhạc thiền đó, quý vị thấy những cái âm thanh nó rất là mộc mạc, thấy không? Nhiều khi chỉ là tiếng gió, nhiều khi tiếng nước chảy, nhiều khi tiếng cái giọt nước nó rơi, nhiều khi nó chỉ là cái tiếng chuông thật nhẹ, nhiều khi chỉ là tiếng sáo trúc, nhiều khi chỉ là tiếng lá reo. Tâm chúng ta nó nặng quá, nặng bởi áp lực do chính chúng ta đặt ra cho chúng ta, thì chúng ta phải tập lại. Thầy có gặp một cái chị đó, quý vị nghĩ đi, công việc của chị nó đặc thù tới mức khiến cho chị ngồi trên xe với trên máy bay nhiều hơn là ngồi ở nhà ở văn phòng. Có một ngày nào ra chùa khóc, khóc quá trời. Chồng phản bội. Từ một đôi bàn tay trắng làm lên bây giờ có cả ngàn tỷ, chồng phản bội. Trong khi chồng cũng không có phải là cái người tài ba gì, chỉ cũng phải bảo bọc và lo luôn cho cả nhà chồng. Cha mẹ chồng rất là thương, lo chú luôn cho em chồng. Vậy mà chồng nở lòng phản bội. Thầy hỏi lý do gì đâu. Chị không tìm ra được lý do. Tại cái chị này cũng có ngoại hình đẹp, có tài, có tiền. Thầy nói tại vì bệnh, cái bệnh này rất là nặng, đó là cái bệnh bận rộn. Bệnh bận rộn, hối hả với công chuyện. Cho nên có những khi chồng muốn trao đổi cái gì, nó nhanh 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 đi anh, em bận quá. Rồi trao đổi cái gì chỉ cần nói vài ba câu thôi. À, em đã sắp xếp rồi, người đó sẽ trao đổi với anh, người đó sẽ giúp anh làm này làm kia. Khi người chồng cần mình thì mình lại lấy người khác thay thế. Thì chị mới nói, ủa con đi làm này là vì ai? Vì gia đình, vì cuộc sống mà. Thầy nói đúng rồi, vì gia đình. Nhưng mà người chồng tới cái lúc người ta cần người vợ chứ không phải ta cần tiền. Ở cái giai đoạn này phải biết cái điều đó. Cho nên có thể là con không có nhận ra được mình đang bận rộn tới mức nào, đúng không? Cứ nó bận thôi, nhưng mà không thể quan sát là mình bận tới mức nào. Thầy nói vô một cái chùa nó ở 3 ngày đi, tĩnh tâm suy nghĩ rồi sẽ có hướng để giải quyết công việc gia đình. Dạ không, bây giờ phải đi ra Hà Nội để giải quyết một số công chuyện. Vẫn là công chuyện, vẫn giải quyết, đi làm cho đỡ buồn. Thầy mới hỏi đi làm hết buồn không? Đâu có hết buồn. Một gánh ưu tư như thế nó chiếm hết trong tâm hồn của chúng ta thì còn cái gì nữa? Tâm chúng ta có Phật, chúng ta mới thấy Phật. Tâm chúng ta toàn rác thì chúng ta thấy đâu cũng rác. Tâm chúng ta chịu nặng những ưu phiền thì chúng ta thấy đâu cũng là địa ngục hết. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên thầy nói rằng là cái chị này là một cái người mà có thể đã lâu rồi không nhận ra được mình bận bịu tới mức nào, không nhận ra được là mình vội vàng tới cỡ nào. Cho đến khi nhận ra được điều này thì tất cả mọi thứ đã chậm. Quý vị thấy không? Cái bình nước sôi đó, cái bình nó được gọi là bình siêu tốc đó, mà nó còn chưa đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Tại sao mày chậm vậy? Tao cần pha trà liền bây giờ. Quý vị có thấy điều đó không?
cái nồi cơm điện là nấu nhanh cỡ nào hơn cái nồi cơm thường chưa? Vậy mà chúng ta còn chưa chịu nữa, 10 phút chín mà còn chưa chịu nữa, 5 phút, 3 phút, đi xe 100 cây số giờ còn thấy chậm. Cái gì chúng ta cũng bị cuốn theo cái sự vội vàng. Chúng ta chóng mặt, nấu nước muốn nước nhanh hơn, sôi nhanh hơn, nó phơi đồ muốn cho đồ nó khô nhanh hơn, hoặc giả là sấy đồ muốn cho đồ nó khô lẹ hơn, rồi nói chuyện với người khác là muốn người khác hiểu mình lẹ hơn, yêu người khác muốn người khác yêu mình nhanh hơn. Giống mì ăn liền quá, cuộc sống này nó như thế, không có cái gì để gọi là đợi chờ. Rất có nhiều thứ để cho cuộc sống chúng ta nhanh hơn, nhưng thầy tin chắc rằng không có một lý do nào để cho một người học Phật phải vội vàng hơn. Quý vị đồng ý không? Quý vị đã từng bị dấp cầu thang chưa? Thầy là bị nhiều lần. Đó là điển hình cho chúng ta vội vàng. Già rồi thì bước một nấc thang thôi, nhưng mà có công chuyện là bước hai nấc là chuyện bình thường. Thầy có từng hỏi mấy bà già nó có, còn có bước hai nấc. Đi cho nó lẹ, đi cho nó nhanh. Thầy nói bà không được, đi như vậy không được. Đó. Cho nên quý vị thấy không, từ sáng sớm nè, ngủ thức dậy là đã vội vàng, bật dậy nè, lao vô trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt súc miệng cũng vội vàng nè, rồi thậm chí ra thay đồ cũng vội vàng, có khi hai chân sọt vô một ống quần. Chứ bình thường, rồi đi chợ cũng vội vàng nè, rồi tính toán ở trong đầu để mua cái gì cũng vội vàng, đi tới cửa hàng tạp quá nào cũng vội vàng, tới về nhà mệt quá rót ly nước uống cũng vội vàng, rớt bể cha cái ly nữa. Thì chúng ta lúc đó thầy nghĩ là phải đứng im hoặc ngồi im để cảm nhận xem cái mệnh lệnh mà nó thôi thúc chúng ta làm những cái chuyện này một cách vội vàng từ đâu. Bận bịu là chuyện thực tế của mỗi người chúng ta. Quý vị, tới khi chải tóc chúng ta cũng muốn chải cho nó nhanh hơn, có đúng không? Chải nhanh hơn nó dướng cái lược mình bực bội, mình giật giật, ai đau, xức ra một chùm tóc ai tiếc. Cho nên là thầy không có chải tóc. Thầy thấy thầy được thoát khỏi cái nghiệp bận bịu của chải tóc, chọn dầu gội đầu rồi này cái đứng ẹo qua ẹo lại trước gương. Thầy được giải thoát nhiều cái rất dễ thương quý vị. Chúng ta sẽ có thể cảm nhận được cái điều diệu kỳ khi chúng ta chậm lại nhẹ nhàng một chút khi rót nước uống, khi lặt rau, khi rửa chén, khi chải tóc, khi đánh răng, khi nói chuyện với người khác. Thầy tin điều đó. Quý vị cứ làm đi. Cách khắc phục vội vàng hiệu quả nhất, nhanh nhất, đó là tập thở. Quý vị phải tập thở. Thường ngày không có để ý hơi thở đúng không? Tại vì thở là cái chuyện của cơ quan hô hấp. Nó thở sao kệ nó, khi nào khò khè đi bác sĩ, đúng không? Khi nào cảm thấy hụt hơi đi bác sĩ, mệt quá đi bác sĩ. Như vậy mình quá bạc đãi hơi thở. Phải tập lại, tập để ý tới hơi thở của chúng ta. Mệt quá thì mình thở, thở nhanh. Nhưng mà tại sao chúng ta không thở khi chưa mệt, mà đợi cho tới mệt bắt đầu mới thở, thở ào ào vậy? Thử hỏi có đỡ mệt không? Thật ra cũng không có đỡ mệt. Giống như quý vị đi núi, đi lên cầu thang lầu nhiều tầng, mình có một cái tật
là đi tới mệt rồi nghỉ, phải không? Thầy là không như thế đâu, thầy tập nghỉ trước khi mệt. Cho nên mấy người đi chung với thầy bực lắm, cái gì mà đi có một chút rồi nghỉ vậy? Thầy nói đâu giống như thầy đợi tới mệt hả họng rồi mới ngồi, phải không? Tôi đi một chút tôi ngồi nghỉ, tôi nghỉ có một phút rồi tôi đi tiếp. Còn thầy đợi tới mệt thầy ngồi 10 phút chưa hết mệt, bù lại thời gian vẫn bằng nhau. Nhưng mà tôi đi từ đây lên tới trên kia tôi không mệt, là tại vì sao? Tôi không bạc đãi cái hơi thở, không bạc đãi cơ thể mình, không có đợi cho tới mệt rã rượi mới nghỉ, mà chuẩn bị mệt là bắt đầu mình nghỉ. Phải quản lý hơi thở, để ý hơi thở và tập thở. Cái này hay lắm nha quý vị. Mình đâu có để ý, lúc mệt mình cũng thở khì khì. Nhưng mà lúc đó tâm lý mình nó mệt nhiều hơn cơ thể nó mệt, có đúng không? Cơ thể nó mệt, nó báo động, nhưng mà chúng ta bị áp lực bởi tâm lý của mình rằng tôi đang mệt. Lúc đó quý vị phải tập thở lại ha. Bây giờ tập thở lúc đang mệt là hít vô thật sâu, thở ra thật nhẹ. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Quý vị làm được không? Hít cho sâu vô để ém được cái không khí xuống tới dưới bụng, để tất cả các phế nang nó căng ra thì nó mới tống hết được cái lượng carbonic ra, khí độc ra. Đó là cái cách để chúng ta giải nhiệt, giải độc nhanh nhất và oxy cung cấp cho máu nhiều nhất. Chỉ cần 3 hơi thôi là chúng ta bắt đầu khỏe. Khi chúng ta làm việc mệt cũng vậy, quý vị ngồi ngã ra cái ghế đó, hít vô thật sâu, thở ra thật nhẹ. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Thật sâu, thật dài, cảm nhận được cái hơi thở đi vô, cảm nhận được hơi thở đi ra, quý vị sẽ bớt căng thẳng liền tức khắc. Hơi thở trong khi chúng ta làm việc đó, chúng ta không để ý. Nhưng mà khi chúng ta tập thở, chúng ta sẽ thấy được, bắt đầu thở vô, hít vô từ miệng, nó sẽ xuống tới cổ họng, nó sẽ đi xuống tới dưới bụng. Còn khi thở ra, chúng ta thở ra miệng, chúng ta cũng cảm nhận hơi thở nó đi ra miệng, nó nóng nóng ngay chân chỗ cái miệng của chúng ta. Khi chúng ta tập trung như thế vào hơi thở, chúng ta cảm nhận được hơi thở, thì chúng ta sẽ bớt đi áp lực của công việc, cơ thể chúng ta khỏe, chúng ta không bị dao động bởi ngoại cảnh. Đó gọi là quán hơi thở. Chứ không phải đợi tới ngồi trước Phật hít vô đếm 1, thở ra đếm 2, không cần. Mà chúng ta tập trong thường ngày, thấy không? Chúng ta vẫn có thể thiền bằng cách tập thở trong cuộc sống hàng ngày. Đơn giản lắm, và cái này nó giúp cho chúng ta có nhiều năng lượng. Có những lúc chúng ta mệt, chúng ta đâu cần ăn, chúng ta đâu cần uống, chúng ta cần thở, phải không? Có khi nào mình nói tôi không cần thở không? Có không? Lúc đó là chỉ có đi du lịch với anh Sáu thôi. Anh Sáu tắm đó, là anh quan tài đó. Cho nên tập thở để làm gì? Để luyện cái hơi thở chúng ta dài hơn. Vì hơi thở ngắn nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta thiếu oxy, máu không đưa lên não được. Cơ thể vật lý chúng ta sẽ mệt. Cơ thể vật lý mệt sẽ tác động tới tâm lý, và chúng ta bị áp lực bởi cái tâm lý mệt. Cho nên tập thở để kéo dài hơi thở, hơi thở mình sẽ có thể dài hơn. Những người bệnh phổi là phải tập đó, tại vì thầy bị phổi thầy biết nè, thở không nổi quý vị. Thí dụ như niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người ta có thể niệm một hơi thở người ta niệm cái câu đó kéo dài ra, thầy phải hít hai hơi mới niệm được, còn không là phải bè theo người khác cái không niệm nổi. Tại vì trong phổi mình nó không có đủ cái không khí, cái phế nang nó xếp lại, thì chúng ta phải tập thở, kéo dài hơi thở cho nó dài hơn. Thì từ đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự nhiệm màu trong từng phút, từng giây một, bởi cái nhịp sống nhẹ nhàng chậm lại của chúng ta. Áp lực của vội vàng, của nóng nảy, của hơn thua nó sẽ không còn nữa. Cái đó gọi là chánh niệm. Quý vị thấy không? Tu dễ thương thôi.
Mình không cần phải khoe tôi tu chánh niệm, tôi tu thiền gì hết á, khỏi cần. Nhưng mà qua cái cách sống của chúng ta, cái cách làm việc của chúng ta, cách thực tập của chúng ta đang là người hạ thủ công phu. Mình sẽ trở thành một hoằng pháp viên. Mình chỉ cho bạn bè mình, đồng nghiệp của mình, hàng xóm của mình thực tập những điều này mà chúng ta không hề nói gì tới chữ Phật, Phật giáo hết. Có khi người đó không cùng tín ngưỡng với chúng ta, có khi người đó chưa thể có niềm tin với đạo Phật, chưa có đức tin với Đức Phật. Thì chúng ta nói tới Phật là tự nhiên là đóng cửa rồi, chặn đường rồi. Các bạn đó là tôn giáo khác, tín ngưỡng khác, ta đâu chịu. Cho nên mình không cần giới thiệu Phật, mình giới thiệu cái cách thực tập, cách sống của mình. Nghiễm nhiên đó là điều của Phật dạy. Thì họ thực tập theo thì họ có lợi ích, họ an lạc. Sau này họ sẽ tự biết, họ tự khắc họ biết được rằng cái đó Đức Phật dạy. Chỉ có những người mà cực đoan quá, họ phủ nhận thôi. Họ phủ nhận. Cho nên quý vị thấy không, trong cuộc sống này chúng ta chậm lại, trong tất cả các hoạt động chúng ta sẽ có chánh niệm. Mà có chánh niệm, chúng ta sẽ cảm nhận được giá trị của sự an lạc trong đương niệm hiện tiền, tức là tỉnh giác trong từng giây phút. Khi chúng ta khai thác được cái nguồn an lạc tự nhiên ở trong cuộc sống, ngay trong công việc bận rộn, thì xin thưa, mình ở đâu là đạo tràng ở đó. Mình đang làm việc ở trong công sở là đạo tràng. Mình đang nấu ăn cho gia đình ở trong bếp, cái bếp là đạo tràng. Chúng ta đi đường thì con đường là đạo tràng của mình. Bởi vì chúng ta không rời trực tâm, không rời thâm tâm của mình. Trực tâm là tâm tỉnh giác, thâm tâm tức là tâm đại bi. Chúng ta làm việc trong tỉnh giác, trong từ bi, thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang ở bên cạnh Đức Phật của chúng ta. Có nhiều phương thức để tập cho chúng ta sống được yên lành mà ngày nay người ta gọi là kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử. Nhưng đối với lại đạo Phật thì cái này gọi là luyện tâm. Chúng ta quan sát tâm, chúng ta nhận ra tâm thì chúng ta mới có thể luyện tâm. Bắt buộc đi theo quy trình này, quan sát để nhận ra. Khi nhận ra rồi thì chúng ta mới luyện tập được tâm của mình. Tại vì có khi chúng ta cũng không biết tâm của mình đang là cái gì. Dù mình đang nói chuyện với người khác với những cái lời mỉa mai cay cú, vậy mà nói tôi đâu có sân hận gì đâu à, dễ thương không? Đang tụng kinh mà trong lòng lại nhớ là lát nữa ghé qua tiệm mai lấy bộ đồ về để tối đi đám cưới. Vậy đó mà nói em đang tụng kinh nghiêm túc đây mà, đang nhiếp tâm lắm đây mà. Cho nên khi chúng ta không nhận ra được tâm của mình thì không thể nào chúng ta luyện được tâm của mình. Muốn luyện tâm phải nhận ra được tâm. Muốn nhận tâm, nhận ra được tâm, chúng ta phải quan sát coi tâm của chúng ta nó đang chảy theo cái dòng chảy nào. Thì như vậy chúng ta mới có thể tập lại gọi là tu tập, hay còn gọi là công phu. Tập lại những cái xấu để thành những cái tốt, tập lại những cái nhiễm để thành cái tịnh, tập lại những cái buộc ràng để trở thành những cái thông thả. Thì phương thức thay đổi chuyển hóa đó gọi là
tu tập. Cũng là một buổi ăn, nhưng mà sao người bên cạnh người ta ăn rất ngon lành, còn mình ăn sao thấy nó mệt quá. Dù mình không có bệnh trong cơ thể, có thể tâm lý của mình là mình nhìn mặt người kia mình ăn không vô, cũng có thể là vì cái người mà nấu cái món ăn này mình đang bực cái người đó cho nên mình không muốn ăn, cũng có thể. Nhưng mà xin thưa, nhu cầu ăn là một nhu cầu cần thiết, và chúng ta không có quyền để lựa chọn một phương án khác thì bắt buộc phải ngồi ăn. Mà để cảm nhận được một cái buổi ăn đó đúng nghĩa thì phải tập ăn chậm, tập ăn có chánh niệm, tập ăn một cách dễ thương, để ít nhất người đối diện người ta cũng thấy được rằng là mình không phải là kẻ sân si. Xin tạm biệt quý vị.